3080 MSI. Đây là cái bảng Gaming Trio Z. Thì cái anh khách anh mua cái Vega này. Tuy nhiên là sau một hồi nói chuyện thì anh ấy tâm sự với Khai và anh ấy bảo là không có biết test Vega như thế nào hết. Chỉ có tin tưởng bên Khai và thôi gắn cho ảnh thôi. Đấy, thì Khai cũng thấy là cũng khá là nhiều trong cái mùa này, khá là nhiều anh em đi nâng cấp Vega. Nhưng mà qua thì cũng có một số bạn hỏi thắc mắc Khai những cái câu hỏi, ví dụ như là ở nơi Vega này bảo hành ở đâu, hay là anh test Vega bằng cái gì vậy, hay là Vega này bảo hành được bao lâu, hay là cái này hàng cũ hàng mới, hay như là vân vân vân, rất là nhiều những cái câu hỏi. Đó, thì anh em đi nâng cấp rất là nhiều, không chỉ ở bên Kha mà những cái chỗ khác nữa. Nhưng mà hiện tại thì Kha thấy rất là nhiều anh em không có biết những cái bước nào và những cái mà chúng ta sẽ cần kiểm tra khi mà chúng ta mua một chiếc Vega cũ để nâng cấp. Thì trong video này Kha sẽ chia sẻ cho anh em. Bây giờ mời anh em xem video nhé. Và tiện thể đây là cái chiếc Vega mà anh khách anh mua để nâng cấp. Thì Kha sẽ lấy nó để làm ví dụ trong cái video này luôn anh em nhé. Thì đầu tiên đây đây là một chiếc 3080 và nó còn bóc. Thì một số anh em cũng có hỏi, đã từng hỏi Kha là khi mà chiếc Vega của chúng ta nó bị mất cái box, cái bóc, tức là cái hộp để đựng Vega á, thì liệu nó có được bảo hành hay không. Thì câu trả lời là cái bóc này anh em mất nó không sao hết nha anh em. Tại vì toàn bộ tem bảo hành của cái Vega nó được dán trên cái Vega rồi mọi người. Khi mà mọi người cái cạc của chúng ta nó có vấn đề gì á, thì chúng ta chỉ cần mang cái Vega đi bảo hành, tại vì nó đã có tem cho nó rồi, cho nên là mất bóc không có vấn đề gì hết nhé mọi người nhé. Đó, mọi người yên tâm. Rồi tiếp theo, khi mà chúng ta mua một cái chiếc Vega cũ để mà chúng ta nâng cấp thì chúng ta sẽ cần quan tâm cái vấn đề gì mọi người. Thì đầu tiên nó sẽ chính là cái ngoại hình mọi người nhé. Đây, Kha bóc cái con Vega ra và làm ví dụ trực tiếp cho anh em luôn. Rồi, và Kha cũng đã có chia sẻ trong một số những cái video gần đây, thì hầu như 80-90% những chiếc Vega mà anh em mua ở thời điểm hiện tại này nó đều là hàng trâu cày ra hết anh em. Và anh em, như anh em cũng biết, thì những cái hàng mà trâu cày và cày Bitcoin á, hầu như là cái ngoại hình của nó có thể nó sẽ xấu hơn, không phải có thể nữa mà chắc chắn á, nó sẽ xấu hơn những cái Vega như kiểu người dùng này, như kiểu là anh em mua về anh em dùng chơi game suốt xong anh em đem anh em bán lại á, thì đó người ta gọi là Vega người dùng, thì chắc chắn nó sẽ phải xấu hơn rồi đúng không mọi người. Đó, tuy nhiên á, thì cái vấn đề nó xấu hơn thì mình chấp nhận đi, nhưng mà có những cái anh em cần phải quan tâm ha. Đây, thí dụ như Kha sẽ lấy để Kha quay cho mọi người xem cái đặc biệt và anh em dễ thấy nhất ha. Anh em dễ thấy nhất đó chính là những cái ten rỉ, những cái ten rỉ của cái chiếc Vega này. Kha sẽ quay video thật sát để cho anh em xem. Thì những cái chiếc ten rỉ này người ta gọi là cái lá này gọi là lá tản nha mọi người. Thì những cái lá tản này á, khi mà nó chạy ở một cái thời gian lâu dài và nó tùy vô cái khu vực cũng như là cái không khí mà người ta chạy để người ta đào Bitcoin ấy mọi người, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những lá tản này, nó tạo ra những cái lớp muối trắng trắng đó. Đó, thì nó sẽ làm cho cái ngoại hình của cái chiếc Vega của mình nó sẽ xấu đi một chút. Tuy nhiên là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến ha, chiếc Vega của chúng ta không có ảnh hưởng gì đến hiệu năng của chiếc Vega của chúng ta anh em nhé. Cho nên là cũng sẽ tùy, một số những anh em thì lại thích những cái chiếc Vega cũ mà phải gọi là cực đẹp. Đấy, thì chúng ta phải kiếm những cái mặt hàng mà bán ra từ người dùng đó mọi người. Còn những anh em nào mà dễ tính một xíu, Vega nó sẽ rẻ hơn một xíu, thì nó sẽ có một số những cái nhược điểm của ngoại hình chúng ta vẫn chấp nhận được thì chúng ta mua anh em, chứ nó không ảnh hưởng gì đến cái hiệu năng của chiếc Vega anh em nhé. Rồi, và tiếp theo cái ngoại hình thì anh em chú ý để ý, đầu tiên anh em xem cho Kha những cái góc cạnh của những chiếc Vega mà chúng ta mua ha. Những cái góc này anh em để ý cho Kha là nó phải không có bị những cái vết như kiểu rơi vỡ móp cấn. Đặc biệt là ở cái chân đồng của chiếc Vega chúng ta, anh em thấy những cái đường đồng, thì những cái đường đồng này á, nó còn phải sáng đẹp và không có một cái chân nào bị màu đen thui mà bị cháy nha mọi người. Rất là nhiều những cái tình trạng Vega khi mà chạy thời gian lâu dài mà nó bị cháy chân á, anh em mua mà anh em không kiểm tra á,
thì đến lúc mà đi bảo hành là người ta từ chối đó nha mọi người ha. Rồi tiếp theo là cái vấn đề là cái fan mọi người. À, cái fan thì đối với cái chiếc Vega này nó đang có ba cái chiếc fan lại này mọi người, ba cái chiếc fan thì khi mà cắm máy lên á, ba cái chiếc fan này nó sẽ phải quay ha. Anh em hãy kiểm, anh chỉ cầm anh em quay vậy thôi này, anh em thấy mà nó vẫn còn tiếp tục nó quay như vậy được, tức là fan nó ok. Còn sẽ có một số cái fan nó bị rơ hoặc nó bị rít đó, thì lúc anh em quay, anh em quay nó quay được có 2-3 vòng cái nó đứng à. Đấy thì những cái chiếc Vega đó anh em phải loại ra, anh em không mua được nhá. Fan là phải ổn, phải ok và chạy đầy đủ hết ha. Rồi cái mặt phía sau, mặt phía sau đối với chiếc Vega này thì nó có một cái ốp mọi người ạ, nó có một cái ốp ha. Cho nên là anh em sẽ không có thấy được những cái linh kiện ở phía sau của nó đâu ha. Tuy nhiên thì đương nhiên là cái ốp này sẽ có một số Vega trong quá trình cái người bán họ vận chuyển hoặc là họ sắp xếp linh kiện gì đó nó bị chầy xước các kiểu, cái đó thì tùy vô anh em thôi, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái chiếc Vega của chúng ta nhiều lắm anh em nhé. Rồi nữa mà anh em cần lưu ý là đối với những cái chiếc Vega mà nó không có ốp bảo vệ như vậy này thì anh em phải kiểm tra và anh em nhìn cho Kha những cái linh kiện ở trên cái chiếc Vega của chúng ta anh em nhé. Thì Kha sẽ chèn một cái video vào trong này để cho anh em xem và anh em có thể phân biệt được những cái IC, những cái con trở, những cái linh kiện nào ở phía sau chiếc Vega của chúng ta mà khi mà nó bị reset hoặc là nó có tình trạng nó bị móc ha, thì anh em hãy tránh tuyệt đối và không mua những chiếc Vega như vậy ha. Mặc dù nó còn bảo hành đi chăng nữa nhưng anh em cũng đừng mua anh em nhé. Rồi và sau khi mà anh em kiểm tra được cái ngoại hình, anh em lựa chọn được một chiếc Vega với cái ngoại hình nó phù hợp với nhu cầu của anh em, với cái mức độ đẹp mà anh em chấp nhận đó, tại vì tùy, nhiều người thích đẹp, nhiều người thích vừa, nhiều người thích thế này thế kia thì chúng ta sẽ đến cái bước là anh em phải kiểm tra bảo hành của chiếc Vega của chúng ta. Tại vì chúng ta sẽ có hai loại, thứ nhất là những chiếc Vega hết bảo hành và được bảo hành ở cửa hàng, tức là cửa hàng đứng ra tự bảo hành cho mọi người đó. Thứ hai là những chiếc Vega được bảo hành dài và còn bảo hành trên chính hãng nha mọi người, tức là cửa hàng hoặc những shop họ chỉ bán lại thôi, còn khi bảo hành á, họ đứng ra chịu trách nhiệm cho anh em trong vòng thí dụ như một tuần hay một tháng gì đó. Sau đó là anh em khi mà cái linh kiện của em nó có vấn đề gì á thì anh em phải tự động đưa lên trên hãng, ví dụ như hãng Asus này hoặc là những cái nhà phân phối lớn như kiểu Mai Hoàng này, MSI này, Khải Thiên này, vân 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 vân. Đấy. Và cái việc mà check bảo hành này á, có thể đối với người dùng như anh em kiểu mới đi mua thì có thể anh em sẽ không biết hết được là nó sẽ bảo hành ở đâu đâu. Đấy, cho nên là cách tốt nhất là anh em hỏi trực tiếp với người bán luôn là anh ơi cái con này nó còn bảo hành hay không, và anh ơi nếu bảo hành thì mình check bảo hành như thế nào và tem bảo hành nó ở đâu và em bảo hành thì em sẽ bảo hành ở đâu. Đấy, thì người bán sẽ phải đưa hết những cái thông tin đấy ra cho anh em, và anh em hãy nhớ là lưu những cái thông tin đấy lại, check lại để khi mà Vega của chúng ta nó gặp vấn đề gì đó thì anh em còn có chỗ, anh em còn biết cách để anh em bảo hành anh em nhé. Và ví dụ như là cái chiếc Vega mà Kha đang cầm, Kha bán cho anh khách này thì đây là một cái tem ISTC bảo hành của Mai Hoàng, và chiếc Vega này Kha check bảo hành ra được luôn online, và Kha đã hướng dẫn cho anh khách của Kha check. Kha sẽ để hiển thị cái màn hình là check bảo hành ra như thế nào luôn. Đấy, thì tùy vô Vega, tùy hãng nó sẽ có cái cách để check. Đó, anh em nên hỏi trực tiếp với người bán mọi người. Sau khi mà anh em check được cái bảo hành của Vega, anh em cảm thấy ok và anh em chấp nhận với cái bảo hành đó, thì chúng ta sẽ đến cái bước là chúng ta kiểm tra ha, kiểm tra những cái cổng xuất hình này nhé mọi người. Ha, kiểm tra những cổng xuất hình. Đây là một bước cũng rất là quan trọng nha mọi người. Vì khi cái màn hình ở bây giờ, hãy nhớ là những cái những anh em mà dùng làm việc hay là chơi game bây giờ hầu như là anh em dùng hai màn hình đúng không ạ? Hai màn hình hoặc là ba màn hình. Đấy, thì khi mà anh em dùng hai ba màn hình như vậy á thì buộc cái Vega của anh em, những cái cổng này nó phải xuất được hết nha mọi người. Tại vì khi mà Vega mà không dùng á, không dùng những cái cổng này, nó không dùng hoặc là lâu rồi nó không được sử dụng á, thì nó sẽ có tình trạng là nó không xuất hình. Đấy, cho nên là lúc mua á, anh em nên test hết toàn bộ ha, xuất hình hết toàn bộ bốn cái cổng này, bảo cái người bán là test cho anh em hết bốn cái cổng này, nó xuất hình ok hết thì mình lấy ha. Ok, như vậy là sau khi mà chúng ta kiểm tra hết về ngoại hình này, về bảo hành này, về hết những cái cổng
thì bắt đầu chúng ta sẽ cắm lên đấy, và chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra. Nó sẽ có một số những cái phần mềm để anh em kiểm tra xem chiếc Vega của chúng ta chạy ổn định hay không. Và một trong những cái anh em cần phải quan tâm đó chính là nhiệt độ của cái chiếc Vega. Thì Kha sẽ làm, Kha sẽ chèn một số những cái phần mềm mà Kha sử dụng. Thì thường Kha sẽ sử dụng và cái phần mềm mà anh em hay sử dụng nhất luôn đó chính là cái phân mắc. Khi mà anh em phân mắc như vậy thì cạc nó sẽ hoạt động 100% công suất, và những chiếc cạc nào mà nó không ổn định ấy, hoặc là nó có lỗi, nó sẽ bị sập anh em. Còn lại những chiếc cạc nào chạy ổn định thì nó sẽ chạy liên tục. Đấy, và anh em sẽ quan sát được cái nhiệt độ ổn định của nó, tức là nhiệt độ maximum nó có thể lên luôn là bao nhiêu độ. Và tùy vô từng mã cạc, cái này anh em phải xem và anh em tìm hiểu coi là cái mẫu Vega mà anh em đang mua á, maximum là nó chạy bao nhiêu độ, nó còn tùy nha anh em. Có những con là maximum nó chạy 70 độ, có những con chạy 80 độ ha. Nhưng mà thường á, thường nó sẽ Vega chuẩn nó sẽ chạy từ 80 độ đổ xuống anh em. Rất là ít những cái mã nào mà nó chạy được trên 80 độ đó ha. Cho nên là anh em hãy tìm hiểu xem là mỗi mẫu Vega của chúng ta coi là cái nhiệt độ maximum của nó là bao nhiêu là phù hợp anh em nhé. Thì sau khi test nhiệt độ này, sau khi test giả lập thì cái quan trọng nhất anh em cần phải test đó chính là game. Và thường á, khi mà anh em test game, một số những cái sai lầm của anh em là anh em chỉ test những cái tựa game như kiểu FIFA này, ví dụ như Liên Minh này. Mặc dù có một số anh em mua những con rất cao luôn, 3070, 3080, nhưng mà bảo là test game về nhà, test game thì chỉ có chơi Liên Minh, FIFA xong rồi mang về thế thôi. Đó là một cái rất là sai lầm. Kinh nghiệm của Kha là những cái chiếc Vega, thậm chí là 1660 Super này, hoặc là 3070 hoặc 3080 này, những cái tựa game thường mà Kha test nó khi mà Kha mua lại là những cái game rất là nặng luôn, như kiểu là PUBG PC này, GTA 5 này, hoặc là Tomb Raider này. Anh em phải test những cái tựa game cực nặng như vậy, mặc dù anh em không chơi nhưng anh em hãy cố gắng về cài tải những cái tựa game đấy về test. Thì khi mà anh em kéo mắc cái cạc bằng những cái tựa game nặng đó mà nó không có vấn đề gì hết thì lúc đó mới chắc chắn là chiếc Vega của chúng ta an toàn mọi người nhé, chứ không phải là anh em chơi Liên Minh. Tại vì thực sự những cái tựa game như kiểu Liên Minh, FIFA nó loát, chắc đối với con này Kha nghĩ nó loát chưa được 10% nữa quá, cho nên là nó không thể nào kiểm tra Vega cho anh em một cách an toàn đâu anh em nhé. Và có một số tựa game, trong cái game đó nó có những cái chương trình để nó ban mắc cho anh em luôn. Ví dụ như là Kha nhớ là GTA 5, anh em cứ kéo mắc setting lên xong em bật ban mắc cho nó chạy như vậy á, không sập, không xé hình là ok. Đó, cho nó yên tâm nha anh em. Test những cái tựa game thật nặng lên. Rồi, đó là một số những cái bước cơ bản để mà những cái mà anh em cần quan tâm khi mà anh em tới bất kỳ một cửa hàng nào để anh em mua một chiếc Vega cũ nâng cấp. Và anh em cũng cần phải hỏi cửa hàng xem là họ bao test cho mình bao lâu anh em nhé. Thì tùy mỗi cửa hàng thôi, sẽ có những người họ bảo hành cho anh em một tuần này, hoặc là những người một tháng này, hoặc là 3 tháng, các thì tùy. Còn lại sau khi mà anh em duyệt hết về chế độ bảo hành, chế độ về cái ngoại hình này, về fan này, rồi test tiết sơ cho nó ok thì chúng ta mang về nhà chúng ta sử dụng. Thì trong quá trình sử dụng thì anh em thấy có vấn đề gì, nó khác thường, nó sập, nó xé hình các kiểu này nọ thì anh em thông báo lại cửa hàng đó. Và video sẽ kết thúc tại đây. Thì Kha hy vọng là sau cái video này anh em sẽ hiểu được và có được một chút cái kiến thức, cũng như là chúng ta biết được coi là chúng ta sẽ cần quan tâm và chúng ta test những cái gì khi mà chúng ta đi mua một chiếc Vega cũ anh em nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Nếu anh em có nhu cầu nâng cấp Vega trong cái thời gian hiện tại bây giờ thì anh em hãy ủng hộ cho Kha Đào Computer nhé. Xin chào mọi người.